Tên Lập Dị trên người toàn vết xăm trổ này, phút trước còn là một kẻ có tu vi bình thường. Nhưng vừa nhỏ chút máu vào tấm bia thì hắn ta đã lột xác, trở mình thành một kẻ có sức mạnh tối thượng. Trong lúc đội quân của Hoa Hạ đang dùng vũ khí hiện đại là những khẩu súng bắn liên tiếp về phía người của ẩn môn, thì đột nhiên một giọng nói cất lên: "Dừng!" Tất cả những viên đạn đứng yên một chỗ, uy áp này quá mạnh khiến cho ai cũng phải ngơ ngác đứng nhìn. Đây chính là lão tổ kiếm tâm của Hạo Nhiên Tông, đã đạt cấp võ thần cảnh. Những người của ẩn môn thấy lão tổ xuất thế thì vui mừng hò reo: "Lão tổ hiện thế, thiên hạ vô địch! Lão tổ hiện thế, thiên hạ vô địch!" Lão chủ môn cứ nghĩ rằng lần này lão tổ xuất thế thì Mộc Ly chỉ còn con đường chết, mà lão không biết rằng chỉ lát nữa thôi, ẩn môn này sẽ bị diệt môn. Những viên đạn được lão tổ dùng uy lực bắn ngược lại về phía của quân đội. Ký Châu Mục nhanh chóng dùng canh khí lĩnh vực ngăn chặn lại, nhưng uy lực của ông chỉ có thể làm giảm tốc độ bay của đạn. Trong thời khắc nguy hiểm này, Mộc Ly lại xuất hiện. Cậu ta chỉ dùng chưởng đã khiến những viên đạn bay ngược lại. Trước sự lật kèo nhanh hơn lật bánh tráng này, lão môn chủ đã hứng hàng trăm viên đạn xuyên qua người. Lần này có là lão tổ thì cũng không cứu được lão ta. Lão tổ của ẩn môn ngồi trên tòa tháp cao, chứng kiến cảnh vừa rồi cũng không thể không dành lời khen cho Mộc Ly. "Không tệ, Huyền Thiên Tâm năm đó cũng không so được với ngươi. Xem ra hôm nay ta không diệt ngươi thì Hạo Nhiên Chính Khí Tông sẽ đi đời thật." Mộc Ly cũng không chút sợ hãi, cậu ta chạy thẳng lên tòa tháp nơi lão ta đang ngồi. Không cần nghĩ nhiều, hôm nay tất cả người của Hạo Nhiên Chính Khí Tông đều phải vẽ dấu chấm hết. Lão ta thấy Mộc Ly ngông cuồng như thế thì cũng định ra tay, dạy cho cậu thanh niên này một bài học. Lão già với đôi chân đã hóa đá, hắn dùng tay chỉ lên trời, tạo ra hư kiếm thuật. Mộc Ly lại dùng phiên vân trưởng để đáp lại hắn. Hai nguồn sức mạnh gặp nhau, lại tạo ra một tiếng nổ vang cả trời xanh. Cảm thấy không đấu lại được với Mộc Ly, lão ta định rút lui. Nhưng lão ta làm gì còn cơ hội đó, Mộc Ly đã đứng ngay phía sau của lão ta. Cậu khống chế lão ta từ phía sau rồi nói lời cuối cùng: "Ẩn môn không nỗ lực tiến bước, vọng tưởng gây họa cho Hoa Hạ, vốn dĩ không cần thiết phải tồn tại." Nói xong, cậu nhấc bổng lão ta lên và ném thẳng xuống phía dưới. Lão ta cố bò dậy từ trong đám khói bụi. "Sao trên đời này lại xuất hiện người như ngươi, không thể nào." Chưa kịp phản ứng lại, Mộc Ly đã chuẩn bị tặng lão ta thêm một cú đấm nữa. Trên đời này không có gì là không thể. Dứt câu, cũng là dứt luôn mạng sống của lão ta. Thân xác lão ta cũng tan thành cho bụi. Sau khi lão ta chết, người của Hoa Hạ cũng xông lên, giết hết đám tàn dư. Trong tháp lúc này vẫn còn một kẻ lập dị với hình xăm đầy người. Hắn ta thấy lão tổ đã bị giết thì không thể chấp nhận được việc Hạo Nhiên Tông sẽ bị diệt. Hắn liền cắn đứt ngón tay và nhỏ lên tấm bia đá, miệng còn lẩm bẩm: "Lấy máu thịt của ta làm thần, thành kính tinh hồn, liên thông thiên địa cửu u, triệu hồi Hạo Nhiên thần vĩnh hằng." Sau một hồi kêu gọi thì một luồng ánh sáng màu hồng từ trên trời bao vây lấy toàn tháp. Hắn ta bước ra với một khí chất vô cùng khác, người tỏa ra toàn sát khí, cùng với những tia sét đánh vào người, cả tòa tháp như chìm trong một biển máu. Mọi người ai cũng phải kinh ngạc và lo sợ, vì không biết sức mạnh của hắn sẽ mạnh cỡ nào. Mọi người còn cho rằng hắn ta chính là thần, nhưng Mộc Ly nhanh chóng phản bác: "Đây không phải là thần chân chính, mà chỉ là một tu luyện giả mạo Chính Khí Tông cung phụng, hấp thụ sức mạnh tín ngưỡng." Hoàng Phủ Vân mặt lo lắng, quay sang hỏi công tử Thận Hư: "Vậy chúng ta có thể đánh bại hắn ta không?" Công tử Thận Hư thở dài một tiếng rồi nói: "Thực lực của hắn có thể thi triển tương đương với võ thần đỉnh phong. Ở đây chúng ta không có ai địch được hắn, Mộc Ly cũng không được." Tên lập dị sau khi hấp thụ sức mạnh của trời đất xong thì các tông môn của Hạo Nhiên liền quỳ xuống dưới chân hắn. Hắn ta còn ngơ ngác chưa hiểu rõ sự tình, liền hỏi: "Thiên địa chi lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, tại sao lại triệu hoán ta ra đây?" Những tông môn kia vội vàng nói: "Bẩm vô thượng Hạo Nhiên thần, tu chân thịnh thế đã mở ra, chỉ là còn chưa bạo phát toàn diện, mà gọi ngài ra ngoài thực sự là bất đắc dĩ. Tông môn đã đến thời khắc sinh tử rồi." Hắn ta nhìn đám người đang quỳ dưới chân thì cảm thấy thật là một đám phế vật, vô dụng. Hắn ta lại nói tiếp: "Nếu còn chưa tới tu luyện thịnh thế trung kỳ, mà còn dám làm phiền ta, thì ta sẽ không tha cho các ngươi." Nhìn vào bọn người của ẩn môn mà thấy xấu hổ thay cho bốn chữ Hạo Nhiên Chính Khí Tông, căn bản bọn chúng chính là tà giáo. Hoàng Phủ Vân cũng đã rất nôn nóng, muốn giết chết bọn chúng ngay lập tức. Bỗng có một vết hổng xuất hiện ngay phía sau tên lập dị, trong đó truyền ra tiếng nói: "Kha kha, Hạo Nhiên lão đệ, đã lâu không gặp." Hắn ta vội quay lại nhìn thì phát hiện ra đó là huyết tổ, kẻ đã bị Huyền Thiên Tâm đánh cho chạy mất xác. Mọi người cũng cảm thấy kinh ngạc khi thấy đại đầu côn cả núi huyết thanh ở núi Thái Bình. Mộc Ly lại cảm nhận được Kinh Châu Lệnh tự nhiên nóng lên, phản ứng này trước đây chưa từng có. Hai con yêu ma đều có chung mục đích, chính là bắt lấy Mộc Ly. Bọn chúng nhanh chóng ra tay, cả hai lao nhanh về phía Mộc Ly. Trong thời khắc ngàn cân treo cọng rơm, bỗng có luồng sức mạnh ngăn cản bọn chúng lại và đá văng bọn chúng ra phía xa. Hai con yêu ma tức giận, nhìn trái nhìn phải: "Là ai?" Huyền Thiên Tâm cầm thanh kiếm hiên ngang xuất hiện trước mặt chúng. Tên lập dị tức giận hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao chưa từng gặp ngươi?" Huyền Thiên Tâm chỉ kiếm về phía hắn, dứt khoát nói: Hạo Nhiên Thần, ta đợi ngày ngươi hiện thân đã lâu lắm rồi. Còn có tên xấu xí này nữa, các ngươi đều là ma đầu nguy hại Hoa Hạ, không nên giữ lại trên đời. Tên Lập Dị tức giận, nắm chặt hai tay. Hóa ra là Võ Thần Tiểu Nhi năm đó. Muốn giết bọn ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trong lúc hai bên đang đấu khẩu, Mộc Ly vẫn cảm giác Kinh Châu lệnh nóng ra ở trong lồng ngực. Cảm giác này đã khiến cậu ta sắp không nhịn nổi nữa. Cậu ta liền lôi tấm lệnh bài ra. Có lẽ Kinh Châu lệnh muốn giết hai tên ma đầu kia. Tấm ngọc bài phát ra một luồng khí bao quanh lấy người của Mộc Ly, cậu ta nhanh chóng chạy về phía Huyền Thiên Tâm. Hai người nhanh chóng hợp sức lại, dùng Chu Ma kiếm ý tạo ra một con rồng khổng lồ, tấn công vào hai con yêu ma. Con quỷ nhỏ thấy sức mạnh quá khủng khiếp thì vội vàng chào tạm biệt con quỷ lớn và chuồn đi. Con quỷ lớn chưa biết được sức mạnh này như thế nào còn tỏ ra khinh thường. Chỉ là hai tên phế vật của thời mạt Pháp mà cũng sợ. Trong thời khắc sinh tử, hắn ta liếc mắt một cái, thấy một cũng không thể đấu lại hai thì cũng nhanh chóng sử dụng bí thuật chạy trốn. Tiếng nổ lại vang lên, nhưng không ai bị thương cả. Hai con yêu ma kia đã nhanh chóng tẩu thoát, nhưng lần này bọn chúng đã dùng bí thuật để chạy trốn thì cũng phải mất vài năm mới khôi phục lại. Huyền Thiên Tâm cũng nhắc nhở, bây giờ nhân cơ hội bọn chúng chạy trốn thì hai người phải đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Còn những kẻ của ẩn môn thì giết sạch, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Được lệnh giết sạch đám người ẩn môn, Hoàng Phủ Vân như nổi máu điên trong người, cậu ta nhanh chóng cầm lấy thanh kiếm và xông lên giết bọn chúng. Mộc Ly nhìn cậu ta mà lo lắng, không biết cậu ta có thể bị tẩu hỏa nhập ma không. Huyền Thiên Tâm tin rằng cậu ta sẽ không thể tẩu hỏa nhập ma. Trả được mối thù trong lòng này thì cũng chính là lúc cậu ấy sẽ bay lên cao. Tương lai sau này tuy không so được với Mộc Ly, nhưng sẽ vượt qua cả ông. Sau khi tự tay giết hết đám người của ẩn môn, Hoàng Phủ Vân cười như một kẻ điên. Ha ha ha. Cậu đi đến trước bức tượng khắc hình của Hạo Nhiên Tông, không chút do dự mà chém làm đôi. Sau khi trả được mối thù, cậu rơi những giọt nước mắt. Chỉ tiếc là không thể cứu người đã khuất sống lại. Cậu ta quỳ xuống hét to, ta hận, ta hận. Công tử Thận Hư cũng nhắm mắt lại, mối thù gia tộc cuối cùng cũng đã báo xong. Mọi chuyện đã kết thúc được rồi. Ký Châu Mục lại hỏi ý kiến Mộc Ly về phù thế Trung Linh. Liệu có cần phải tiêu diệt bọn chúng? Mộc Ly cũng biết bọn chúng không hề cấu kết với thế lực tà phái, nên tha cho bọn chúng. Sau khi mọi chuyện đã kết thúc, Hoàng Phủ Vân lại rủ Mộc Ly quay về để tu luyện. Hạo Nhiên Thần chưa chết, ân oán giữa cậu ta và lão ta vẫn còn. Về phía Tiểu Bạch, sau khi đi theo ông lão thì ngày nào cô cũng được luyện tập. Chỉ sau một tháng thì cô đã đạt tới luyện khí đại viên mãn. Cổ Thành lúc này đang truyền tin về tam đại ẩn môn đã bị diệt. Mộc Ly được ví như một đại anh hùng, cũng chính là võ thần thứ hai của Hoa Hạ. Mộc Ly theo lời hứa, sau khi giải quyết mọi chuyện êm xuôi, cậu đã đến tìm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn thấy cậu thì vui vẻ ôm chầm lấy cậu. Nhìn thấy Mộc Ly đến đón Tiểu Bạch, thành chủ không khỏi hối tiếc vì ông vẫn chưa có người kế thừa. Thấy ông ta nước mắt ngắn, nước mắt dài, Tiểu Bạch làm mặt quỷ trêu lại. Được rồi, cảm ơn sự chăm sóc một tháng của sư phụ. Ông lão vuốt râu, con đã đạt tới cảnh giới luyện khí đại viên mãn rồi. Đợi căn cơ ổn định, lại quay về chỗ ta ngưng đan. Ta đã chuẩn bị sẵn cho con rồi. Nói rồi ông lão nhìn vào Mộc Ly với vẻ mặt khó hiểu. Còn khí tức của cậu rõ ràng đã đạt tới đạo đan rồi, cảnh giới lại dừng lại ở luyện khí đại viên mãn, cậu tu luyện cửu chuyển thăng tiên quyết sao? Mộc Ly cũng khá kinh ngạc hỏi lại, tiền bối cũng biết thăng tiên quyết sao? Ông lão nói, muốn áp chế tu vi thì phải chịu áp lực cực lớn, người bình thường thì không thể thành công. Bởi vì cửu chuyển thăng tiên quyết chính là từ luyện khí đại viên mãn nhảy thẳng đến đạo đan cực cảnh. Mộc Ly tiếp tục hỏi về Phong Hoàng Sơn. Ông lão trầm ngâm một lúc rồi mới nói, cái này có chút ấn tượng nhưng vì tuổi tác đã cao, không nhớ rõ. Ở Cổ Thành ngầm và nơi nào đó có liên hệ với nhau. Cậu có thể sẽ tìm hiểu được. Hơn nữa, vạn cổ nhất tuyến thiên sắp tới rồi. Mộc Ly càng tò mò hơn. Tiền bối, vạn cổ nhất tuyến thiên là cái gì? Được rồi, tập phim hôm nay đến đây thôi. Các bạn nhớ theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video thú vị nha. Kết thúc video ngày hôm nay, để xem phần tiếp theo thì bạn hãy bấm vào kênh Triệu Gia, chọn danh sách phát để xem tập mới nha. Đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.